hãy cùng trắng da mà ta nói là nhất dáng nhì da. Cái dáng là vợ chồng Lâm là tôi không có rồi, nhưng mà cái da lúc nào hai chồng trắng trơn trọi bởi vì dùng bộ sản phẩm này. Hello. Hello, xin chào mọi người. Lời nói đầu tiên thì Ly Bảo Lâm và vợ của Lâm tên là Quỳnh. Ừ, nhưng mà tên trong chứng minh nhân dân là Tạ Thị Quỳnh Anh. Một cái tên nghe rất là nặng nề đúng không vậy? Tạ Thị Quỳnh Anh đó, là thấy tên xấu quá cho nên là hả đổi tên nha vậy nha. Thì ngày xưa đó cô ta đen thui thì lùi đó, nó y chang cái miếng da như thế này luôn đó. Nó Quỳnh Lan làm gì Quỳnh? Tấm trắng bằng gì Quỳnh? À, than hoạt tính như vậy nha. Thì ngày hôm nay vợ chồng Lâm sẽ giới thiệu đến mọi người một bộ sản phẩm được mang tên là AES Skin. Đã, không, đọc chính xác cho tao, mình đọc Skin AEC như vậy nha. Thì cái sản phẩm này rất là nổi tiếng, thật sự rất là nổi tiếng luôn. Thì thật sự ở gia đình Lâm lúc nào cũng có bộ sản phẩm này hết. Bởi vì Lâm thường đi quay nè, mà đi quay cái gì biết là đi quay nắng. Còn vợ Lâm thì mỗi khi mà giao hàng rồi đi shipper đồ này nọ đó thì cũng chạy nhong nhong ngoài nắng, dù da rất là đen. Thì ngày hôm nay muốn giới thiệu đến mọi người nguyên một bộ sản phẩm luôn. Thì nếu như chị em nào mà xài rồi thì biết cái công dụng như thế nào nha. Còn nếu như mà những ai mà chưa xài thì ngày hôm nay Lâm xin hướng dẫn mọi người. Và đây là cái sản phẩm rất là được nhiều nghệ sĩ tin dùng. Ví dụ như là ai Thúy Ngân nè, rồi gì Quỳnh Búp Bê nè, nói chung rất là nhiều người, cô Hồng Vân nữa, cô Hồng Vân, nói chung rất là nhiều người. Thôi bây giờ em thử với mọi người nha. Thì đây là cái chai tắm trắng một bước như vậy nha, chai là 490 ngàn. Bây giờ em sức thử cho chị coi. Dạ đúng rồi, nhìn đen như vậy nhưng mà khi mà mình test lên đó mấy chị, là mình để khoảng 15 đến 20 phút thôi là da của mình sẽ bật tông rõ rệt cho mọi người luôn. Là đây là cái than hoạt tính như vậy nha, với tinh chất là than hoạt tính cũng như là bia lên men, sẽ làm trắng da, mịn màng da và sáng da. Chị em mình chỉ cần sức lên làn da chúng ta để chừng 15-20 phút như vậy nha, mình rửa ra thì sẽ có một làn da cực kỳ trắng sáng và cực kỳ mịn màng như thế này như vậy nha. Để chị coi. Khi mà mình về á, mình xài mình sức nhiều xíu như vậy nha, mình sức cho nhiều xíu cho nó dày xíu, rồi cái mình rửa ra thì lập tức một làn da rất là trắng sáng luôn. Thì hiện tại trước mặt Lâm là đây là cái chai tắm trắng một lần, đây là cái chai sữa tắm hàng ngày, và đây là cho body ban đêm và cho body ban ngày. Nói chung là một bộ của nó là 1.470.000 đó. Mình sức ra, đây là sản phẩm từ Hàn Quốc, 100% nguyên liệu từ Hàn Quốc nha mọi người nha. Cho nên là mọi người sử dụng rất là an toàn, tại vì bên đây là có giấy kiểm nghiệm của Bộ Y tế về sản phẩm này rồi nha mọi người ơi. 490.000 một chai thôi, cả nhà mình mua sẽ được free ship toàn quốc nha. Quý vị biết không, Lâm xài rất là nhiều sản phẩm rồi nhưng mà đây là cái bộ sản phẩm mình rất là yêu thích. Bởi sao? Nó trắng rất là nhanh cũng như là rất là hiệu quả, là an toàn cho da, bởi vì nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc. Và khi mọi người sử dụng thì không có cái hiện tượng châm chích nè, không có hiện tượng mà ngứa nè, cũng như là vàng lông như vậy nha, cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Và đối với một sản phẩm này thì khi mà Lâm xài trên mặt luôn. Ví dụ như mà khi mà Lâm quay ngoài nắng bị đen rồi này nọ đó, mà muốn da mặt mình trắng nhanh để không bất tiện khi làm việc rồi đó, thì Lâm đều xài lên mặt và xài cả body luôn. Nói chung là rất là thích sản phẩm này. Rồi bây giờ Lâm lau cho chị coi nha. Khi mà mình để khoảng đủ giờ rồi, 15 đến 20 phút là mọi người có thể đi tắm và đi rửa sạch lại giùm em bằng sữa tắm trắng hàng ngày nha mọi người nha. Sau đó là mọi người sẽ thấy bật tông rất là rõ rệt cho mọi người luôn. Quý vị thấy không, khi mà mình làm nó sẽ trắng như thế này, vì da nó rất là trắng sáng luôn. Đây lau cho chị coi. Che một cái khăn chứ. Từ từ lau cho. Dạ, khi mà mình test ra là mọi người sẽ thấy bật tông rõ rệt nha mọi người nha. Nhưng mà quý vị tránh những cái chỗ vết thương hở gì nha. Đây Lâm vừa mới làm móng tay này cho nên nó cũng không sao, cũng không hề rác gì hết nha mấy chị ơi. Khi mà mọi người sử dụng là không bị vàng lông nha, không châm chích. Rồi, quý vị thấy không, là sẽ bật tông trắng sáng như thế này như gì nha. Thì bây giờ đến tay của vợ Lâm, thì Lâm sẽ lau cái gì coi. Bây giờ mình sẽ test ra và thấy hiệu quả rất là rõ rệt luôn. Trời, trắng thôi mình tự làm đi nha, mệt quá. Đó thường ngày là cái chai này lúc nào cũng có trong toilet của Lâm. Bởi sao? Rất là an toàn cũng như là rất là hiệu quả như vậy nha. Chị em nào mua thì bây giờ nhanh tay lẹ chân, cứ để lại số điện thoại thì nhân viên bên Lâm sẽ alo cũng như là tư vấn cho mọi người. Cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Đây. Wow, trắng rất là trắng nha mọi người nha. Rất là trắng luôn. Và sau khi mà mình xài xong, cái làn da của mình bắt đầu nó trắng lên, rồi đầu nó bật tông lên, thì bước tiếp theo là cái bước mà dùng sữa tắm để khóa trắng làn da chúng ta lại. Và nếu như chúng ta mà sử dụng như thế này thì chúng ta mà khoảng 2-3 ngày sẽ đen lại nhau vậy nha. Còn đối với cái dòng mà sữa tắm này thì nó sẽ giúp qua khóa trắng lại và nó sẽ duy trì cái độ trắng thường xuyên cho mọi người. Thì bây giờ Lâm sẽ sử dụng và test cho mọi người coi nha. Đây, bật tông rõ rệt luôn nha mọi người nha. Nhưng mà đặc biệt cái sản phẩm này, khi mà mọi người sử dụng kem body ngày và đêm mà đều có tinh chất chống nắng cho mọi người luôn, cho mọi người rất là an tâm nha.
490.000 một chai. Đây là tắm trắng một bước, là mọi người chỉ cần sử dụng 15 đến 20 phút, chỉ cần một lần tắm như thế này là da mình bật tông rõ rệt nha mọi người. Đó quý vị, xài sau khi mình sử dụng cái chai tắm trắng này xong thì bây giờ bước tiếp theo là chúng ta đến với cái dòng sản phẩm là sữa tắm hàng ngày như vậy nha, với tinh chất màu đỏ cũng như là cái hộp hạt lựu đó gì đó, vậy không? Đây là mình có thể là mình thay thế với là sữa tắm hàng ngày. Đây là sữa tắm trắng, vừa là công dụng là sữa tắm cho làn da của mình thơm và mịn màng, và có tinh chất là cho mọi người làm trắng da của mọi người luôn nha. Đó, khi mà mọi người sử dụng nó sẽ ra bọt như thế này như vậy nha. Nếu nha cái điều kiện chúng ta thử tất cả một bộ sản phẩm luôn 1, 2, 3, 4. Còn nếu như mà ai mà còn nghi ngờ, hoài nghi đối với dòng sản phẩm này thì mọi người chỉ cần xài một chai thôi. Mà chắc chắn khi mà mọi người xài một chai thì mọi người sử dụng là đam mê liền quý vị ơi. Đó. Sau khi mà mình đã tắm trắng cho cái làn da của mình rồi, bây giờ mình sẽ đến bước là mình sử dụng kem body nha mọi người nha. Kem body ban đêm là mọi người khi mà sức vô là thẩm thấu cho làn da, không hề bị bết rít nha mọi người ơi, rất là khô ráo luôn. Đây, khi mà mọi người xài sữa tắm nó rất là thơm gì nha, nó thay thế nước hoa cho mọi người luôn. Chị em nào mà đang mà bị đồi màu này nè, rồi bị tàn nhang nè, đốm nâu thì sẽ mờ cho mọi người luôn đó. Em sẽ test kem body cho mọi người coi nha. Đây. Thì kem body cũng là 490.000 một chai nha mọi người nha. Sử dụng lên thôi. Rất là thơm, mà khi mình xức vô là thấm vô liền, thấm vô làn da của mình và rất là trắng, nuôi dưỡng làn da của mọi người rất là trắng luôn nha. Đặc biệt là kem body ban ngày là có tinh chất chống nắng cho mọi người nha. Đó, gì thấy không? Vì thế nó sẽ bật tông và trắng sáng liền luôn nha mọi người nha. Thì Lâm nghĩ đây là cái bộ sản phẩm mà rất là tiện dụng cũng như là rất là hiệu quả để cho mọi người. Đây, sản xuất nguyên liệu được nhập khẩu từ Korea như vậy nha. Đó, một cái chai rất là đẹp, thiết kế rất là đẹp như vậy nha. Quý vị nhớ là chai màu đen là chai tắm trắng một lần, thì một tuần mình tắm khoảng 2 lần là được rồi như vậy nha. Còn đây là cái chai sữa tắm hàng ngày, thì mình tắm hàng ngày dùm cho Lâm để làn da mình lúc nào cũng trắng sáng. Và khi mà mình rờ làn da chúng ta, chúng ta cảm thấy rất là mịn màng, cảm thấy rất là thơm, cũng như là cảm giác làn da ta rất là mướt như vậy nha. Người yêu mà đụng vô là mê liền, chết mê chết mệt liền như vậy nha, đúng không Quỳnh? Dạ đúng. Ừ, đúng như vậy nha, đó. Không hề. Trắng và thơm nha mọi người nha. Chù, không có cái gì ơi, cũng không thơm lắm nha quý vị nha. Dạ đúng rồi, một bộ là 4 sản phẩm là 1.470.000. Cả nhà mình mua sẽ được free ship toàn quốc nha. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ sau khi mà test cái chai này và chai này xong, thì bây giờ làm test cái body ban đêm và body ban ngày cho quý vị coi. Cái chai body ban ngày thì nó sẽ trắng và như một lớp makeup cho chị em mình. Ví dụ chị em mình mà đi tiệc nè, rồi chị em mình mà đi làm nè, thì đó có chất chống nắng cũng như là makeup cái làn da chúng ta, làm da chúng ta bật tông lên khoảng đến 1-2 tông này, nó không trắng những cái loại kem trộn bình thường như vậy nha, mà nó là cái sản phẩm hiệu quả cũng như là cao cấp. Chính vậy mà nó rất là tốt cho mình. Này. Dạ đúng rồi, đây là nguyên liệu từ Hàn Quốc cho nên mọi người sử dụng rất là an toàn nha. Kem body là 490.000 một chai nha mọi người ơi. Tất cả 4 chai này là 4 sản phẩm này đều đồng giá với nhau là 490.000. Mọi người mua 490.000 sẽ được free ship toàn quốc luôn nha. Hình như có được tặng gì của mình? À, khi mà cả nhà mình mua một bộ là 1.470.000, cả nhà mình sẽ được free ship và tặng kèm thêm một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha. À, nói chung là rất là nhiều quà dành tặng cho mọi người luôn. Đó, mọi người sức thử dùm cho Lâm như vậy nha. Đây. Đây. Yeah. Rất là khô thoáng và nó thấm lên da, đặc biệt là cái sản phẩm này kem body mình khi mà mình gặp nước là không hề bị trâu nha mọi người nha. Rất là thơm nha mọi người nha, rất là thơm luôn. Thật sự cái này đàn ông sử dụng được, mấy anh con trai thì cũng nên sử dụng luôn. Ví dụ như mấy anh nào mà hay làm ngoài nắng, làm công trình nào đó, mà chạy xe ngoài đường ngoài sáng đó mà da mà đen thì mấy anh nên sử dụng giùm cho em. Thì một bộ nói chung rất là rẻ, dù tôi nghe 1.470.000 chúng ta nghe hơi cao, nhưng mà khi mọi người nhìn lại thì đây là 4 loại sản phẩm luôn. Và nếu chúng ta xài thì nó khoảng chai này, nếu mà xài khoảng tháng mấy hai tháng, nếu như một anh nào mà nhỏ nhỏ con khoảng 2 tháng, anh nào mà bự như em chắc khoảng tháng mấy nha mấy anh nha. Còn đối với chai này thì xài cũng rất là lâu luôn, ngày sức miếng giùm cho em đó. Và đây là chai body ban ngày, rồi bây giờ mình sức chai body ban đêm đi Quỳnh. Đây. Ban đêm á, mấy chị tắm rửa sạch sẽ xong á, mấy chị sức lên và mấy chị massage đều nha, thì nó rất là thơm và đặc biệt là không bết dít nha. Khi mà mọi người xài mà nó bết dít, một người trả lại cho em thiệt sự luôn, em rất là thích sản phẩm này luôn. Dạ body ban ngày là chuyên nghiệp chống nắng cho mọi người và nuôi dưỡng làn da của mình nó mịn màng, còn
Mind Body Bang Vi mà giúp cho cả nhà mình sẽ bật tông rõ rệt hơn sau một tuần sử dụng nha mọi người nha. Rồi, đây là một bộ sản phẩm tắm trắng e skin nha chị nha. Hãy nhanh tay lẹ chân để sở hữu bộ sản phẩm này để một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Nếu như mọi người xài hiệu quả thì nhớ feedback cho bà con dòng họ để có thể mua ủng hộ sản phẩm này của Lâm nha mọi người nha, rất là ok luôn. Đây là dòng tắm trắng e skin, nào nhanh tay lẹ chân, một bộ sản phẩm e skin 1.470.000. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của Lâm. Bye bye mọi người, xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt mọi người.